Lãnh đạo công đảng Keir Starmer được dự báo sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Theo các cuộc thăm dò, công đảng sẽ giành chiến thắng với đa số phiếu lớn trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 4 tháng 7, qua đó chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ. Khu vực đầu tiên công bố kết quả là Houghton và Sunderland South ở miền Bắc nước Anh. Người phát ngôn công đảng Richard Philipson giành chiến thắng với 18.837 phiếu bầu. Sam Woodbrass của đảng Cải cách giành được 11.668 phiếu. Còn ứng cử viên Chris Bernico của đảng Bảo thủ nhận được 5.514 phiếu. Theo hãng tin Reuters, công đảng được dự đoán sẽ giành được 410 trong tổng số 650 ghế quốc hội, trong khi đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak chỉ giành được 131 ghế. Đảng Dân Chủ Tự Do có thể giành 61 ghế, còn Đảng cải cách được 13 ghế. Kết quả thể hiện sự bất mãn của cử tri Anh trước cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như nhiều năm bất ổn và xung đột trên chính trường Anh. Kể từ khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu từ năm 2016 đến nay, nước này đã đổi thủ tướng 5 lần. Trước đây vào các năm 1997 và 2001, dưới thời cựu thủ tướng Tony Blair, công đảng từng thắng áp đảo với 418 và 412 ghế.